xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay thì Nhân sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị khách hàng sơ lược về cái tiềm năng phát triển của thị trấn Thủ Thừa và cái dự án Thủ Thừa Phú Thanh nằm trong thị trấn Thủ Thừa luôn nha mọi người. Thì Nhân sẽ nói sơ lược thôi, rồi quý vị khách hàng mình muốn đọc kỹ hơn, rõ hơn đó, thì mình có thể nhấn nút dừng lại để mình đọc hết nha mọi người. Đầu tiên thì về cái vị trí vùng đi, thì đây là vùng đô thị này, đối trọng phía Tây Nam, tức là cái dự án của mình và cái thị trấn Thủ Thừa Phú Thanh là nằm ở phía Tây Nam của Sài Gòn. Ở đây thì sau này mình sẽ có làm thêm những cái con đường là đường tỉnh 886 nối Tiền Giang Long An, rồi đường tỉnh 865, đường tỉnh 846 nối Long An Đồng Tháp. Cái này là cái định hướng phát triển hệ thống của đô thị tỉnh Long An đến năm 2030. Còn ở đây là định hướng phát triển cấu trúc không gian vùng tỉnh Long An đến năm 2030. Hình như ở đây là mình thấy cấu trúc vùng này, như trước con trỏ của Nhân là Bến Lức, thị trấn Bến Lức, còn bên đây là thành phố Tân An. Còn cái dự án Thủ Thừa Phú Thanh của mình á, là thị trấn Thủ Thừa thì nó nằm ở chính giữa của hai cái huyện lớn này. Cho nên là cái tiềm năng phát triển của mình nó cũng sẽ lớn mạnh theo hai cái huyện này. Nếu như tỉnh Long An là hiện tại có 16 khu đô thị. Đầu tiên nhất là thành phố Tân An là đô thị lô 3 này. Rồi quý vị khách hàng mình cứ bấm dừng lại để đọc thêm nha mọi người. Còn bây giờ là mình tiến đến là tiềm năng và sự phát triển của huyện Thủ Thừa. Ví dụ như thị trấn Thủ Thừa thì mình được hình thành thì vào những năm là 1770 này. Này mọi người thấy ha. Thời Pháp Thủ Thừa tên là một quận của tỉnh Tân An. Còn thời Việt Nam Cộng Hòa là Thủ Thừa là quận của tỉnh Long An. Rồi nói về vị trí nha mọi người. Thì thị trấn Thủ Thừa của mình là 29.901 ha. Phía đông là giáp với Bến Lức, Tân Trụ. Phía nam là giáp với thành phố Tân An và Tân Phước, Tiền Giang. Phía tây là giáp huyện Thạnh Hóa. Phía bắc là giáp huyện Đức Huệ. Dân số là khoảng 10.000 người. Còn đây là hệ thống giao thông luôn. Thì đầu tiên nhất là quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A thì mình di chuyển thì rất là khá là dễ rồi, hoặc là di chuyển bằng cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh. Và đường quốc lộ 62 thì kết nối từ Tân An qua Long An, huyện Thủ Thừa. Hoặc là đường N2. Đường N2 thì từ thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi về tới vùng Đồng Tháp 10 luôn. Tức là ví dụ như là những cái người dân mà đi về Đồng Tháp 10 đó thì họ có thể đi cái đường N2 này thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều thay vì mình đi quốc lộ 1A. Còn giao thông thì bên đường thủy thì mình có sông Vàm Cỏ Tây, và Vàm Cỏ Đông. Thì ở đây là cái con kênh của mình là kênh Thủ Thừa thì nó nối Vàm Cỏ Tây với lại Vàm Cỏ Đông nha mọi người. Tức là ở đây mình thêm một cái lợi thế là mình giao thông đường thủy nữa. Những nơi khác thì họ chỉ có giao thông đường bộ. Thì riêng về cái thị trấn Thủ Thừa của mình thì vừa đường sông và vừa đường bộ luôn.
như ở đây là định hướng phát triển không gian thị trấn Thủ Thừa đến năm 2025. Rồi quý vị khách hàng mình cứ bấm lại để dừng lại để mình đọc nha. Còn hiện tại thì thị trấn Thủ Thừa của mình thì nó có hai khu công nghiệp lớn. Một khu công nghiệp là một khu công nghiệp Tân Thành, khu công nghiệp Việt Phát, hồi trước gọi là khu công nghiệp Tân Thành, thì với cái quy mô là 1.800 ha, vị trí là ngay quốc lộ N2, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa. Rồi vốn đầu tư là 20.000 tỷ đồng này. Sản xuất rất là nhiều ngành nghề nha mọi người, kim loại, luyện kim, cơ khí, rồi dệt, nhôm. Và khu công nghiệp thứ hai là khu công nghiệp Long Hậu, Hòa Bình. Hiện tại là hai cái khu công nghiệp mà Nhân vừa nói đó, nó đã hiện hữu rồi. Ví dụ như trên đường mình đi xuống để mà tham quan dự án là mình sẽ thấy Long Hậu, Hòa Bình là 125 hecta, vị trí là ngay ngã ba Bình Ảnh. Tức là nếu như mình đi đường quốc lộ để mà quẹo vào cái dự án đó, thì mình sẽ đi ngang khu công nghiệp Long Hậu, Hòa Bình. Vốn đầu tư là 592 tỷ Việt Nam đồng và cũng sản xuất rất là nhiều ngành nghề. Chủ đầu tư là công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình. Rồi ví dụ như người khách hàng mình đi ở trên Sài Gòn đó, mình thấy những cái chung cư lớn lớn, những tòa nhà lớn đó, thì đa số là của bên chủ đầu tư là công ty xây dựng Hòa Bình này là chủ đầu tư. Còn cái tiềm năng phát triển du lịch thì trong khoảng năm 2030 đổ lại thì bên thị trấn Bến Lức sẽ phát triển thêm một cái dịch vụ là du lịch về đường thủy, đường sông. Còn bây giờ thì Nhân sẽ nói sơ lược về cái dự án Thủ Thừa Quốc Thanh cho mọi người. Thì tên dự án khu dân cư trung tâm hành chính thị trấn Thủ Thừa và cái tên gọi là Thủ Thừa Phước Thanh, thuộc quy hoạch thị trấn Thủ Thừa, tổng diện tích là 226 ha, công trình công cộng là 51,369 m2, đất cây xanh là 15,572 ha. Chủ đầu tư là Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Long An và hợp tác đầu tư là công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Cát Tường, tức là bên chủ tập đoàn Cát Tường Group. Còn ở đây là mặt bằng chung. Như mọi người thấy ở ngoài đây là quốc lộ 1A này. Thì từ quốc lộ 1A đi vào dự án của mình nó rơi vào tầm khoảng gần 4 cây số, hơn 3 cây số, gần 4 cây số. Thì trong dự án thì nó có đầy đủ tất cả tiện ích rồi. Nếu như mình đầu tư thì mình chỉ cần là được đầu tiên là đã có sổ sách đàng hoàng rồi. Còn thứ hai là cơ sở hạ tầng cũng có rồi. Còn nếu như mình ở, nếu mình mua để mình vào đây mình ở, mình kinh doanh, thật sự là nó đã rất là đầy đủ rồi. Chỉ cần về mình mua đất xong, rồi mình xây nhà lên là mình kinh doanh liền, chứ khỏi phải chờ đợi bất cứ một cái tiện ích nào mọc lên nha mọi người. Còn vị trí thì Nhân cũng có nói mấy người đô trước rồi, thì Nhân không nói thêm. Đây là chi tiết về dự án ha. Rồi mọi người cứ bấm dừng lại để mà mình đọc nha. Còn đây là những tiện ích xung quanh. Chẳng hạn như từ dự án mình đi ra cao tốc Trung Lương là khoảng từ 3 tới 5 phút nè. Đi thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 30 phút. Đi về thành phố Tân An thì khoảng 7 phút. Còn sân vận động tỉnh Long An, bệnh viện Đa khoa Long An thì hiện tại đã có rồi. Đây là những tiện ích cho mọi người. Đây là những hình ảnh thật, hoàn toàn thật. Nó được bên công ty chụp lại bằng Lightcam đó. Vì đã có rồi, đây hiện hữu hết rồi. Còn ở đây nói về vị trí.
Rồi mọi người cứ bấm lại và xem nha. Nói như mọi người thấy đây là những hình ảnh thật hết. Chợ Thủ Thừa. Chợ Thủ Thừa là ngay chân đây là cái dự án mình đối diện qua chợ Thủ Thừa nha mọi người. Và Thánh Thất Thủ Thừa, đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài là đạo một mắt nha mọi người. Còn bên đây là chùa. Ở đây là kênh Thủ Thừa. Còn hệ thống ngân hàng Vietcombank, Sacombank. Vietinbank. Còn thế giới di động, đây cũng là hình ảnh thật. Còn đây là chụp bằng livecam. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi khách hàng đã xem những cái mà nãy giờ Nhân giới thiệu về cái tiềm năng phát triển của dự án Thủ Thừa Phú Thanh. Thì với vị khách hàng mình có thể gọi cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880 để Nhân có thể tư vấn rõ hơn cho tất cả quý vị khách hàng. Rồi gặp lại tất cả quý vị khách hàng ở video sau.